Nhiều pan quá anh em ạ, lắm pan thế. Rồi, trong bước đi giò đầu tiên thì sẽ đã có một mỏ quả và một bầy hiêu ở trong trận đấu này rồi. Hoàn pan rồi. Làm sao không sẻ chữ ký đây, địa chỉ đấy anh ơi, mai anh đến đây có luôn. Hoặc bây giờ anh đến luôn được. Làm vòng đi giò bài đấu này. Đây là một máy của máy Minh Oan. Anh mới tập chơi. Làm vòng đi giò dành cho bài đấu này. Minh Oan trong cảnh. Chúng ta có mặt máy của anh Vani, bài đấu được cầm con Pan Miran đang có bầy hiêu đây rồi. Pan đầu cánh với cân được Pan của đội bạn. Đó là nhiệm vụ của anh Vani trận đấu này. Cố gắng cân con Pan với chiến đấu cường là đẹp. Trong trận đấu này. Nhiều bạn đấy. Đây bầy hiêu đưa về. Chúng ta có mặt máy của anh Sa Bong. Ui. Lại hiêu đầu ba voi đỏ thế. Đánh chỉ bằng đỏ thôi. Và như vậy là anh ấy bảo nhà anh ở Tây Nguyên nên là voi nó nhiều, rất nhiều voi dành cho bài đấu này đấy. Nhà voi nuôi được voi các bạn, nên là voi nó nhiều như thế đấy. Thêm một e và lùn nốt mấy con hiêu bầy đầu về rồi. Ok, có xe giò tìm đồ ăn luôn. Rồi luôn nốt con hiêu này về dành cho bài đấu này. Rồi bài hiêu đưa về đến từ bài đấu của anh Sa Bong. Còn đây là mấy thủ chim sẻ. Đúng rồi. Sẻ có quả phụ anh em ạ. Bài một bầy hiêu một mỏ quả ở trận đấu này. Vâng, 22/24 thì bài đấu này có một quả giữa anh nhà. Hỏi đồng đội có ăn không thì bảo là thôi em ăn đi, anh không ăn cũng được. Anh không ăn cũng được. Hai quả fail. 3-1 rồi anh, không cửa thâu. Rồi như vậy là nhường nốt cho đồng đội bỏ quả này à? Thì sẽ ra được bú luôn. Có anh giải thưởng to luôn, em được hai lố đấy. Và đeo bỏ quả là nữa đấy, từ cái thủ chim sẻ với bài cầm nhà mình thôi. Chúng ta sẽ xem bài pan của anh Vani chém đi. Con voi thứ ba đưa về, chúng ta có hai nhà ba voi luôn. Ôi giời, voi gần thế, ngoan thế. Nằm im em ơi. Ôi giời. Bốn voi luôn, pan đẹp như thế này thì lại không cửa thau rồi anh em ạ. Cái đờ cơ mơ thông minh viên hỏi đéo bảo gì. Anh bảo gì, anh bảo lại em trả lời anh cái anh ơi. Anh vội thế, anh yêu vội thế. Cứ thích vương lời trêu đùa cơ. Nó có voi về là nó nhà điều kiện là bài pan rồi. Hồng Anh lên sớm nhất bản đồ nhá. Hồng Anh lên sớm hơn cả anh Vani luôn. Bài Vani kích 9 rồi, bài Hồng Anh cũng kích 9 mà còn 9 sớm hơn. Ê, thôi ông ơi. Tám kiểu gì cái bài đấy hả ông Lưu Anh? Chém gió phải vừa phải. Từ 9 mới lên đời 2 xong rồi kích 8. Về gần nhà xẻ tí để tí con thủ nhà nữa anh ơi. Rồi thì bắt đầu đi ăn vàng đến từ game thủ Vani đây rồi. Tính nóng như kem. Rồi, giò đã có để đi luôn đến thủ Vani ở trong trận đấu này. Không, anh quyết rồi. Vào đây làm việc, có phải vào đây đi chơi đâu anh. Anh nói thế, mang tiếng em. Đây rồi, như vậy là màu 4 ở cánh này. Anh lực lên, người cầm pan. Chưa đồng nhà điều kiện. Hình như chưa đồng nhà điều kiện thì phải. Và đây lực lên các bạn đấu này anh em ạ. Đang chọc. Sẻ rồi chưa thấy tỏ tí này thì kệ anh em ơi.
Ủa, bài 114 này cũng khỏe thế à? Bắt đầu ra ruộng. Ờ, anh ơi, có thủ 1P chắc không? Thủ 1P chắc thế anh ơi. Đúng rồi, thủ 1P chắc. Thủ 1P chắc cốp. Đang bánh xe trước được. Rồi, thiếu 10 gỗ nữa, thủ 1P ra. Lực chúng ta không phải quá khỏe, nó phải ra ruộng để bền lực. Em chúng ta cứ thủ 1P14 này lên lời muộn lắm. Chập được đấy, chập được đấy, chập chéo được đấy. Tham lai là 20/36 cho bài đấu này, bắt đầu ra ruộng đến từ anh Vani rồi. Thấy mình vào xem kêu vào làm việc thế, lúc chiều kêu anh đi ăn chơi mà. Ok. Cái bạn Lê Thị Nhàn này là comment hơi bậy nhá bạn Nhàn nhá. Đề nghị bạn sửa lại ngay comment tôi bảo đi ăn chơi lúc nào. Không phải là cậy là vợ tôi nên bạn muốn nói gì thì nói đâu đấy. 22 bài đấu này, sẽ thiếu đồ thì anh em có đồ gì bơm đi. Thì gỗ vàng tất. Mùa 1 đã bắt đầu lao vào chém cho chim sẻ đến từ game thủ Hồng Anh ở trong trận đấu này. Đây rồi, mùa 3 phô đây rồi, phô đây rồi. Hồng Anh khá đông lạc đà trong trận đấu này đấy. Nhiều lạc đà thế em. Rồi, anh Vani bắt đầu chém được nhà mình có mùa 3 đây rồi. Vô địch giải Việt Nam mấy lần thì giải ai anh. Rồi, phù đây em ơi. Nhốt phù luôn đấy thì anh Vani rất chắc bài ở trong trận đấu này. Và đang nhận được đồ đến đồng đội bơm cho để lên bánh xe. Ở nhà thì vẫn đang giữ được nhà một mình cánh này. Có chim nhắn nhé, không phải to mồm. Không lại cái gì. Không lại cái gì. Được đưa rước về Hà Nội bây giờ. Ok. Rước luôn hộ gái được chưa, không phải dọa nhá. Có tin nhắn. Và đội bạn nhiều khả năng sẽ ốp xẻ trong trận đấu này. Tôi vẫn chưa chuyển sang máy xẻ bởi vì đang xem đồng đội thi đấu. Đúng rồi anh Tuyến, bênh em là đúng đấy anh Tuyến ơi. Làm gì có anh ngoan đi em đúng không anh. Vàng anh em ơi, màu 8. Màu 2 đang dình mập ở đây, ở đây gỗ 2 luôn, xin xe. Giáp dụng đi. Đồng đội đang nhồi đồ rất mạnh em có thể thấy. Rất nhiều đồ ở bài đấu này luôn. Bốn mốt trên 80 dành cho bài đấu này. Tôi đang sợ được bạn ốp anh em ạ. Bây giờ chỉ sợ mỗi được bạn ốp vào thôi. Ốp vào thì phải quá. Chào anh Sơn Hạ Long đã gửi thẻ 100 sao chưa? Đấy rồi, mùa 1 hôm nay bắt đầu đến rồi. Đây là những con lạc đà của người cầm mùa 1. Về đi, kiểu gì mà bạn cũng đến thôi. Anh em cấm quân về đây đi. Rồi bạn chỉ có cửa ốp thôi chứ không có cửa gì cả. Không ốp được sẻ rồi bạn tự quýt. Thế thôi, anh em về thủ là thắng rồi. Đội bạn sẽ đợi mùa 3 đến đấy anh em ạ. Đội bạn sẽ đợi mùa 3 đến. Và bắt đầu đưa cung A ra cao hơn đến chim sẻ giáp 4 rồi. Nên ta sẽ không sợ những con lạc đà pan cho lắm. Vấn đề là tôi sợ là sợ những con cung A và cung R Phonesian thôi. Sẻ là một bo nhà rộng hơn ở trong trận đấu này. Chào bạn Nguyễn Như Quỳnh nha. Ôi xinh thế nhở. Được đấy. Mình có thể làm cái bạn Quỳnh đúng không nhỉ? Hai nhà cứng luôn. Vâng, tham lai đang số là 66 lên chim sẻ. Chúng ta vẫn đang chờ đợi tân ốp của đối phương. Và đội bạn ốp Vani à? À, như vậy đội bạn chuyển sang ốp Vani các bạn ạ. Ok, để chạy thôi. Ôi giời ơi. Ôi, anh ốp em chạy được chưa? Em hứa là em chạy đấy. Anh ốp em hứa em chạy được chưa? Đấy, anh ốp đi. Em hứa là em sẽ chạy. Rồi, trốn đi. Rồi, ai có quân vào cuối nhá, màu 3 là đẹp anh em ơi. Màu 3 đi quân rồi. Ôi, anh Vani bị vẻ đau quá. Anh Vani mất tham nhá. Đang mất tham đến từ game thủ Vani ở trong trận đấu này. Cố gắng trốn thôi. Rồi, đây máy xẻ. Rồi, tập này để xẻ cân bản đồ được rồi. Cung A của IA đứng cao lên bung gian vàng 2. Bò nốt sát mép này lại là xong. Và nếu như bạn Nhàn có đang xem thì bạn có thể đọc tin nhắn hộ tôi cái. Tôi hơi cay bạn rồi đấy. Bạn có đọc được tin nhắn không để bảo. Tám mươi bốn dành cho bài đấu này rồi. Oh.
Toàn có vẻ đang muốn di chuyển về nhà sẻ cũng ốp ốp nhở, nhưng mà không, sẻ nó có bản đồ gặp mobile kia sẻ. Nhớ bản đồ kìa. Tăng A đến sẻ đây rồi. Sẻ Nguyễn Công Thành gửi vào anh gửi thằng sẻ 30 sao nhá. Màu 6 bắt đầu chạy về đây, hồi ở ngoài anh ơi, hồi ở ngoài đây anh Vani ơi. Kinh 12 giờ cũng được. Và có lẽ là chặn luôn Facebook của vợ em được không anh em? Chặn luôn nhá. Chặn luôn đi. Và tham gia 112 cái bài đấu này. Và chúng ta vẫn đang chờ đợi một tên ốp của đội bạn, nhưng đội bạn không ốp. Đối phương có biết là có một thế bài ra dân lên 4 hay gì đó không? Nhưng với cái thế chủ lực này của anh Vũ Chính Thẻ thì đang rất là khỏe rồi. Với những con cung A của Yato thì chúng ta sẽ khắc chế được những con là đạp ban bên trên đối phương, không bị ốp sớm. Tầm này khỏe rồi. BA đang đóng tưng bừng đến chim sẻ và vít châu quân xong trận thiếu này. Màu Nam cũng về đây hồi rồi. Tham ở sẻ vẫn đang rất to. Vừa đang cầm Yato to nhất map rồi. Rồi lại còn đụng cả BK nữa, em xin anh. Các bạn thấy sẻ đóng ca này chắc là dùng dịch cũng gọi ốp thôi. Và nửa phút nữa là tới kìa, trên bản đồ con bắt đầu đến rồi kìa. Mặt nhà bầu 7. Rồi đây, sẽ là một tuần ốp rất đông đến từ anh em của team Hồng Anh. Niệm khúc cuối, vào hết đây. Đang không có việc gì làm đây, vào hết đây. Dăm ba con lạc đà coi này, tuổi của anh em con, quýt. Và tạm lại 136, anh cầu thủ chim sẻ và đội bạn đang ốp hai đầu. Một tuần từ 9 giờ, một tuần từ 3 giờ lao vào nhà cầu thủ chim sẻ. Nhưng cung A đó quá khác biệt rồi. Đây là cung A của Yamato thôi, nhưng không thể vào nổi, dành cho những con lạc đà của Hồng Anh, dành cho lạc đà của anh Lực Lê, của anh Long Kèng, không thể vào được anh ạ. Ôi trời ơi, Hồng Anh đi đâu xa đấy, đi hơi xa đến từ Hồng Anh, em chạy xa quá rồi em ạ, và không thể ra được rồi, chắc chắn là cụ đi. Vâng, kinh 4 rồi, và tỷ số, ấy giời ơi, 4-1 anh em ơi, game là dễ, không thể nào khó được. Và chiến thắng chung cuộc dành cho team của chim sẻ đắng ở trong trận sâu mét, và xin chúc mừng Hải Mario đã có được hai lố. Và chắc chắn là có được hai lỗ đến từ Hải Mario rồi anh em ơi. 4-1 là tỷ số chung cuộc của trận sau mát của buổi tối ngày hôm nay. Tuyệt vời anh em ơi. Một trận đấu khá là đơn giản khi chúng ta để thua trận đấu nhưng thắng tất cả trận đấu còn lại. Rất tuyệt vời dành cho team nguyên thủ chim sẻ nắng sau buổi tối ngày hôm nay. Không cửa thao anh em nhá.